Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo thông tư quy định chi tiết về xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị thửa đất chuẩn. Việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị thửa đất chuẩn căn cứ vào kết quả thu nhập, tổng hợp thông tin về đặc tính thửa đất, xác định vùng giá trị, căn cứ lựa chọn thửa đất chuẩn, lập bảng tỷ lệ so sánh, ra soát, kiểm tra, hiệu chỉnh kết quả xác định giá của thửa đất cụ thể theo dự báo căn cứ vào kết quả tổng hợp thông tin về đặc tính của tất cả các thửa đất bổ sung lớp dữ liệu về giao thông lên bản đồ địa chính số xác định các điểm trung tâm hành chính trung tâm thương mại chợ cơ sở giáo dục cơ sở y tế vùng giá trị được xác định danh giới đánh số thứ tự và biểu thị trên bản đồ địa chính số